Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Các bạn thân mến, săn dừng lỗ hay stop hunt là hiện tượng xảy ra hàng ngày và tất nhiên không trader nào muốn trở thành tầm ngắm cho các tổ chức lớn cả. Video này giúp chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức để có thể tìm được những điểm săn dừng lỗ của các tổ chức lớn và cách tránh được chúng. Vậy săn dừng lỗ là gì? Thực tế, săn dừng lỗ là một chiến lược của các tổ chức lớn. Họ đẩy giá tăng vọt lên hoặc giảm mạnh xuống bên dưới những vùng giá quan trọng để khiến nhiều người phải dừng lỗ trước khi họ di chuyển giá theo hướng mà họ muốn. Thực tế có rất nhiều người đặt dừng lỗ ở cùng một mức giá quan trọng. Nó trở thành vùng giá để săn dừng lỗ của trader tổ chức. Họ đẩy giá lên và khớp những lệnh dừng lỗ đó, kiếm được một số thanh khoản. Sau đó thì giá tiếp tục giảm mạnh theo hướng đã định trước đó. Săn dừng lỗ sẽ luôn xảy ra trên thị trường và thực sự mà nói thì chúng ta khó có thể tránh được tất cả những đợt săn này. Tuy nhiên, vẫn có những mẹo giúp trader có thể phần nào nhận biết được và tránh được cái bẫy từ những tổ chức lớn. Đầu tiên, đó là bạn đừng vội vào lệnh vì giá có thể tiến tới vùng giá quan trọng mà bạn theo dõi, sau đó hình thành những mô hình giá đảo chiều trước khi bắt đầu thực hiện những bước di chuyển lớn. Đừng để bị tâm lý FOMO trong những lúc như thế này. Thị trường sẽ luôn có cơ hội dành riêng cho bạn và bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi đến thời cơ thích hợp của mình. Đừng đặt dừng lỗ quá chặt chẽ vì nó có thể khiến bạn dễ bị chạm dừng lỗ hơn từ những đợt săn stop loss của các tổ chức lớn. Và cuối cùng, đây là một mẹo khá độc đáo, bạn có thể thử nghiệm. Bạn nên vào lệnh ở mức mà nhiều người đặt dừng lỗ tại đó. Bốn mẹo này tuy khá đơn giản nhưng để áp dụng được thì trader cần nắm được cách xác định những vùng giá có khả năng xảy ra hiện tượng săn dừng lỗ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.